bình thường thấy phải gì lắm mà. Trời ơi, mỗi người một nơi luôn, quá trời mẹ. Rồi, cái này là ai đây? Cái này là Hương Biên. Hương Biên nha. Cái này ai đây? Ai là bú đây? Cho mày khỏi bú nè. Cái này ai? Cái này là Hồ Ngọc Hà. Cái này ai? Bác ơi. Cái này đẹp gái quá, cái này thì tiên. Rồi, cái con nữa coi. Trời ơi là trời, Mỹ Tâm. Mỹ Tâm của tôi đó nha. Xí Mỹ Tâm rồi đó. Ồ, hai chị này ngủ nè, anh hay chị đây không biết, coi coi. Trời ơi, ai đây? Trời ơi, chị nữa rồi, chị này đặt tên gì đây? Nguyễn Trần Khánh Dân hả? Khánh Dân nha. Vậy là con gái nữa rồi. Vậy là bốn đứa gái hả ta? Rồi cái này đàn ông. Cái này là Lee Min Ho. Lee Min Ho nghe. Ôi ôi bú kìa. Đã chưa? Chung sướng không muốn. Chung sướng đâu có muốn. Bắn mặt nè. Ôi ôi là trời. Chung sướng đâu có muốn.